Vâng, xin chào tất cả các bạn. Tôi là Hùng đến từ công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Và bây giờ hai anh em chúng tôi có một chuyến đi về xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy, tỉnh Hải Phòng để khảo sát cho nhà anh Đại. Thì mời các bạn theo dõi cung đường tới gần nhà anh Đại. Vâng, và đây là cung đường tới gần nhà anh Đại. Thì anh Đại có nhờ chúng tôi qua khảo sát thiết kế cho anh căn biệt thự 2 tầng, mái Thái. Thì xin bật mí với tất cả các bạn, thì hiện nay trên thị trường công ty Kisato chúng tôi là công ty duy nhất trên thị trường phục vụ khách hàng tại 63 tỉnh thành và là công ty đi đầu trong lĩnh vực thiết kế, áp dụng công nghệ mới từ khâu khảo sát tới khâu thiết kế để cho khách hàng và kiến trúc sư có thể phối hợp chặt chẽ với nhau, cho ra một ngôi nhà đầy đủ công năng, tiện nghi và mang phong cách riêng của khách hàng. Vâng, hẹn gặp lại các bạn ở nhà anh Đại.